Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một bộ cấu hình. Lưu ý với các bác, bộ cấu hình này chưa bao gồm đẩy và chưa bao gồm loa các bác nhé. Gồm 3 thiết bị này được coi là một cấu hình để cho các bác có thể nâng cấp cho những chiếc âm ly đã cũ. Các bác có thể tận dụng được những chiếc âm ly đã cũ để các bác có thể sử dụng nó làm cục đẩy công suất. Và các bác sẽ sử dụng 3 thiết bị này để phối ghép với những chiếc âm ly để cho ra chất âm hay nhất, có thể tinh chỉnh tốt, nghe nhạc, hát karaoke đều rất là hay trong cái tầm giá anh em nhé. Thì đối với bộ cấu hình này, hôm nay em có giới thiệu tới tất cả các bác tổng 3 thiết bị này, trị giá đó là 5.300.000 đồng. 5.300.000 đồng thì bên em sẽ tặng đầy đủ cho các bác những cặp dây ca lông để các bác có thể kết nối đầy đủ những thiết bị các bác nhé. Hoặc các bác có thể sử dụng 3 thiết bị này để nâng cấp, có thể thay thế cho những chiếc vang đã cũ, nó không còn được nhiều công nghệ, hát nó không còn được hay, chống ú nó không còn được tốt nữa anh em nhé. Đấy, các bác có thể tận dụng những chiếc cục đẩy, những chiếc âm ly, những đôi loa nhà mình để các bác có thể nâng cấp những bộ dàn, bộ cấu hình như thế này để phối hợp với nhau để cho chất âm nó hay nhất. Thì đầu tiên đi vào cấu hình thì em sẽ giới thiệu tới các bác đầu lão để hát karaoke, đó là một con vang. Con vang này là con vang LX Audio, mang mã hiệu là Q8. Con này thì sử dụng 48 bit DSP các bác nhé, 48 bit DSP, có exciter lưng tiếng phần mic này, có effect mute, có chống ú mặt đằng trước, có delay, repeat và reverb, tất cả đều chỉnh độc lập. Có echo volume tổng, có loud mid 2 của phần nhạc. Và điều mà các bác muốn nhiều nhất ở những con vang đó là các bác có thể nhìn thấy USB, Bluetooth, optical và cổng đồng trục đây. Đấy, nó có rất nhiều các cổng đầu vào, cổng quang, Bluetooth và có cổng AUX vào để cho anh em có thể sử dụng đầu USB này, để anh em có thể cắm những đầu lọc thẻ vào để anh em có thể sử dụng. Tiếp theo đó là một chiếc lọc xì DBX mang mã hiệu là 231S. Thì những sản phẩm này là những sản phẩm bản mới nhất năm 2020 anh em nhé. Bản mới nhất nó cho độ nhạy của nó sẽ tốt hơn, và mặt màu trắng bản mới nhất thì nó sẽ được nâng cấp về chất âm này, nó sẽ có công tắc nguồn để cho anh em có thể bật tắt thiết bị khi không sử dụng. Đấy, sử dụng 31 cần gạt trên một kênh, tổng 2 kênh sẽ là 62 cần gạt. Các bác có thể xử lý được bypass qua hay không qua những chiếc lọc xì, lao cắt, cắt tần số trầm, ranger, mở rộng biên độ tần số để các bác có thể thấy được độ nhạy của nó sẽ tốt hơn. Và sản phẩm thứ ba mà em muốn giới thiệu trong bộ cấu hình này đó là những chiếc máy lưng tiếng BBA 882i. Những sản phẩm này thì không còn phải giới thiệu nhiều tới tất cả các bác. Bên em có làm những video clip để phân biệt đó là hàng nào hàng đắt tiền, hàng nào hàng rẻ tiền, hàng nào hàng chuẩn, hàng nào hàng kém chất lượng cho anh em, để anh em có thể phân biệt được rồi. Đấy. Bên em thì chuyên bán những sản phẩm rất là chất lượng cho anh em thôi, chứ bên em không làm những hàng sản phẩm kém chất lượng anh em nhé. Không làm những sản phẩm kém chất lượng đâu, nên anh em yên tâm và sử dụng. Anh em nào có nhu cầu mua lẻ thiết bị thì em xin báo giá tới tất cả anh em. Một con vang LX Audio Q8 với giá 2.400.000 đồng. Một chiếc lọc xì DBX 231S với giá là 1.300.000 đồng. Một chiếc máy lưng tiếng BBA 882i, sản phẩm hàng đắt tiền, hàng chuẩn với giá 1.600.000 đồng. Tổng 3 thiết bị chỉ có 5.400.000 đồng thôi. Với tầm giá này thì các bác có thể thấy được những bộ cấu hình này rất là ok đúng không ạ? Những bộ cấu hình này rất là ok. Các bác có thể dễ dàng tinh chỉnh, nghe nhạc có thể dễ dàng tinh chỉnh. Đấy, hát karaoke thì cũng có thể dễ dàng tinh chỉnh với lọc xì, với những con vang và những chiếc máy lưng tiếng để các bác có thể tinh chỉnh. Và không phải để các bác chờ lâu nữa, em sẽ thử tiếng mic cho các bác. Các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận. Bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Em xin báo giá lại tới tất cả các bác: vang 2.4, lọc 1.3, nâng 1.6, tổng 3 thiết bị 5.300.000 đồng. Và các bác cùng đeo tai nghe, em sẽ hát thử cho các bác một đoạn để các bác thấy được chất âm của bộ dàn này. Anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận. Hiện tại em sử dụng một chiếc micro có dây của KTV, và những chiếc điện thoại kia em sẽ bắt Bluetooth với vang để kết nối Bluetooth để hát anh em nhé. Rất là đơn giản, mic dây, điện thoại kết nối Bluetooth. Mình 1567.
ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạy lòng bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi trong phút cuộc đời